này là. Và đây là chủ nhân của nó. Chị thấy rõ không? Em zoom cho rõ nha. Nè, chồng của chị á. Không phải, anh mình không bao giờ làm chuyện này hết. Không bao giờ. Không bao giờ làm chuyện gì? Bao giờ cái bụng của em nó như vậy đó. Chị quên rồi hả? Cái hôm mà anh Bình đưa em đi bệnh viện, sau đó đưa em về nhà, và sau đó nữa là em với anh uống rất là nhiều rượu với nhau, và sau đó đó nữa thì xảy ra chuyện gì á thì chị tự hiểu đi. Anh xin lỗi em, anh đi về muộn. Châu không sao rồi, Châu chỉ hơi buồn chút xíu thôi. Châu của anh quan trọng lắm hả? Tại sao giờ này anh mới về? Gọi điện thì anh không nghe máy, mà anh còn cúp máy nghe nữa. Anh làm gì ở bên đó? Tại sao anh không gọi điện thoại cho em? Anh coi anh kìa, người thì nóng nặc mùi rượu. Anh nhậu với Châu đúng không? Cái thai được bao lâu rồi? Cái này á hả, chị phải hỏi chồng của chị đó chứ sao em biết. Vậy em bình tĩnh nghe nói nè, anh và cô ta không xảy ra chuyện gì hết. Về nhà anh kể cho em nghe đi. Anh Bình, anh vừa nói cái gì? Không xảy ra chuyện gì là sao? Chuyện này là cô bày trò đúng không? Vừa lòng tôi chưa? Tôi không ngờ tâm địa cô lại xấu xa tới vậy. Em không có bày ra gì hết. Trong bụng của em đang chứa giọt máu của anh đó. Sao lại đối xử với em như vậy hả? Em cũng là phụ nữ mà. Em cũng còn được quan tâm lo lắng như người ta chứ. Về em. Anh Bình. Ra. Đi về. Anh Bình. Cô diễn đủ chưa? Cô thấy vui không? Chị nói cái gì vậy? Diễn gì ở đây? Không phải tất cả là do cô bày trò ra sao? Bày trò gì? Tôi nhắc cho chị biết, tất cả những gì tôi nói là sự thật. À, hay là chị giận quá chị mất khôn rồi? Hả? Cô thấy rồi đó, tôi rất là bình thường. Và cô cũng nghe em Bình nói rồi đó, anh ấy không có gì với cô hết. Tôi hoàn toàn tin những gì chồng tôi nói. Còn nếu như đêm đó thực sự xảy ra chuyện gì giữa cô và anh ấy thì vợ chồng tôi sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm. Chị tự tin quá rồi đó. Chịu trách nhiệm kiểu gì? Chị nuôi con của tôi hả? Cô không nghe anh ấy nói hả? Anh ấy không yêu cô, nên cho dù cô có thai hay không thì anh ấy cũng sẽ không quan tâm chăm sóc như cô muốn. Cô có làm bất cứ điều gì ra chăng nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng tôi đâu. Mình về thôi anh. Uyên, anh xin lỗi mà. Uyên. Nghe anh nói nè, anh với cô ta hoàn toàn có gì hết. Anh xin thề luôn đó. Tại sao anh lại nói dối em? Tại vì tối đêm đó anh nghĩ lúc mà về nhà mà anh nói thật những chuyện đó cho em biết, em lại nghĩ lung tung, em lại không tin anh. Nhưng mà anh đâu nghĩ cô ta lại nham hiểm độc ác tới như vậy đâu. Vậy anh nói dối em, anh có nghĩ đến cho cảm xúc của em không? Anh xin lỗi em, nhưng mà anh thề với em luôn, anh xin cam đoan là anh với cô ta chưa hề có đụng chạm hay bất cứ gì hết. Vậy tại sao lại có những tấm hình đó? Những tấm hình đó có đụng chạm không? Thì cô ta bằng cách nào đó cô ta gài bẫy anh, làm sao anh biết được. Vậy còn cái sổ khám thai đó đó, anh chắc chắn với em là cô ta đi tới một cái nơi bệnh viện hay gì đó, cô ta làm cái sổ giả đem tới đưa em coi thôi. Chắc chắn cô ta không hề có con gì với anh. Dạ tin anh đi, em phải tin anh. Tại sao anh luôn luôn đặt em vô những cái tình huống khó xử như vậy vậy? Tại sao lúc nào anh cũng làm em đau lòng vì chuyện của Châu vậy? Uyên, anh buông em ra đi, em quá sợ không thiếu một chút. Uyên,
Uyên! Uyên! Cô à, con nghe tin là chị Uyên đang có thai, cho nên con đã tìm hiểu rất là kỹ những cái loại thuốc này, tốt lắm. Cho nên là con mua về cho chị Uyên để dưỡng thai đó cô. Cô đưa cho chị Uyên uống giùm con nha. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Con mà có thai á là con tập trung dưỡng thai dữ lắm. Tại vì con là trời cho mà. Chúc mừng cô nha, sắp lên chức bà nội rồi. Cô còn mặc giày tới đây nữa à? Đi ra ngoài mau. Có chuyện mẹ gì? Mẹ đừng có tin tưởng cô ta. Cô ta không tốt như mẹ nghĩ đâu. Con à, Châu nó mang thuốc vào đây tẩm bổ cho Uyên mà. Ai biết thuốc đó là thuốc gì? Loại người như cô ta mày đừng có tin. Nè, còn sao vậy? Hả? Anh Bình, có chuyện gì? Anh nói gì vậy? Em có lòng mua thuốc bổ tới cho chị Uyên mà. Cô còn dám nói hả? Mày biết cô ta làm gì không? Cô ta cài bẫy con. Cô ta nói là con làm cho cô ta có thai. Cũng may là vợ con hiểu chuyện, vợ con tin tưởng con. Nếu không cô ta làm ầm lên thì mày biết cái gì không? Ảnh hưởng tới thai nhi, ảnh hưởng tới cháu nội của mẹ. Anh Bình, anh bình tĩnh đi. Em làm như vậy là tại vì em muốn thử lòng chị Uyên thôi chứ im đâu đi. Có im đi ra ngoài. Con bình tĩnh lại. Thôi con về đi, có gì hai cô cháu mình nói chuyện sau nha. Về đi con, đi. Dạ. Thôi mà, con về trước đi. Khoan đã, cầm về. Ủa chị My, lâu mới gặp chị. Chị mới về mấy bộ sưu tập mới á chị. Vậy hả? Dạ, để coi chị tham khảo chị. Dạ. Sai cũ. Dạ rồi. Trời ơi, muốn chứ. Nhưng mà có biết con nhỏ nó đang ở đâu đâu mà trả thù. Mày biết không, tao tới liền, tao đang ngứa ngáy tay chân đây nè. Từ chỗ làm ra phải vậy chứ sao, nhà tao có đủ đồ nghề hết trơn kìa, báo trước. Lên sao? Nhỏ đó kìa. Lên. Giờ làm gì? Giờ làm gì nữa? Ba đứa xông vô, đứa túm quần, đứa túm áo, đứa giật tóc với tao. Ui, mình nói chuyện nhẹ nhàng đàng hoàng thôi, ở đây đông người lắm mới làm gì được đâu. Mày bị nguyên nhập hả? Đến đến nước này rồi còn nhẹ nhàng cái gì nữa? Đúng rồi, bất công tới đây rồi, làm loạn cái chỗ này lên. Lẹp đời, vậy hai đứa bay vô đi, tao ở ngoài đây quay clip nha. Trời đất ơi. Cố lên hai chị đại, em sẽ ủng hộ tinh thần. Mày cho lét vô nghe chưa? Mình tính làm gì? Cái gì vậy? Chồng chị thật. Cái gì vậy? Mày giật chồng chị thật. Trời ơi. Cái gì vậy? Mày giật chồng. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Chồng mày. Ê, chị, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, sao lại đánh nhau vậy? Đi shopping thôi mà cũng phải đánh nhau vậy hơn. Nói chồng của chị phá hoại hạnh phúc gia đình của chị. Trời ơi, nhưng mà người ta đang có bầu mà. Hai cô có bị điên không? Ở đâu xông vô đây đánh tôi, xong còn nói tôi là có bầu nữa. Sao chị đánh tay vậy? Ủa thì giật chồng của chị mà. Tôi giật chồng của cô hồi nào? Hả? Nhưng mà người ta đang có bầu, chị hiểu không? Cái người phụ nữ có bầu, có cái chuyện gì mình phải tạm gác lại, không để ảnh hưởng đến đứa trẻ. Phụ nữ có bầu là phải được bảo vệ. Nè, cô im lại đi nha. Ai nói với cô là tôi có bầu? Tôi chưa có chồng thì sao tôi có bầu? Nhưng mà sao bụng bự kìa? Bụng này là phải 2 tháng trở lên nè. Bị khùng hả? Hai cô là ai? Mày nhào vô đây đánh tôi báo công an liền bây giờ đó. Giờ chị nói chị không có bầu đúng không? Chị thề đi. Mắc mới thì tôi phải thề với mấy người. Vậy tôi mới tin không thôi là tôi sẽ nói cho cả tiệm này biết là chị đang có bầu. Chị thề đi, tôi mới tin. Tôi nói rồi là tôi không có bầu. Tôi nói là chị có bầu. Cái cô này, cô bị cái gì vậy hả? Cô mà nói một tiếng nữa là tôi đánh cô đó. Thôi, em không có bầu hả? Chết chưa?
con tiểu tam nhà chị nó có bồ. Trời ơi, sao mà chị xót xác quá vậy? Trời ơi, chị cứ đánh lộn người. Trời... xin lỗi em nha. Chị phải đi đây. Xin lỗi em nha. Trời ơi, chị ơi. Con gái con hứa gì xót xa, xót xác. Đánh lộn người mà nó làm quá là em không đánh chung. Ê, em đi chị. Mấy con đi. Hạnh phúc rồi. Ôi trời ơi vậy. Hả? Tao coi cái clip này tao thấy tụi bay có còn con nít đâu mà tự nhiên bày ra mấy trò này chi vậy trời. Chết. Nhưng mà nó sướng, đúng không? Đúng rồi. Ê, tao có ý này, hay lắm nè. Hay là sau vụ này á mình lập ra một cái nhóm, có nghĩa là nhóm rồi nhóm tên gì? Dịch vụ gì? Không, dịch vụ dịch vụ trừ yêu diệt ác tâm cô. Tâm cô. Ba đứa mình thôi, nó hiền quá, nó không đi làm được, nó ở nhà nó nhận đơn hàng thôi. Booking thôi, ok không? Cũng được. Hợp lý. Có ăn lương không? Hả? Thì chừng nào mà có khách hàng đi rồi tính, hiểu không? Đó, cụ dù cho không có lương nữa cũng có giày guốc dép túi sách đem về cho mày. Nhắc lại cái vụ này tao lại càng thấy đã. Vừa chiếc được con nhỏ đó, vừa gom được một đống giày đẹp mang về. Mẹ này suốt ngày shopping trời. Thôi. Xong rồi nha. Thế giới chúng tôi đã lo xong cho bạn. Việc của bạn bây giờ là nghỉ dưỡng và chăm sóc cho em bé, ok? Biết rồi. Đó, nhớ nha. Ê, mà chẳng thể cái vụ cái vui nha. Súp cua tới đây. Ủa? Súp cua. Ủa sao quá? Hồi nãy có chén chè. Cái này là dành cho em bé. Trời ơi, đúng là đệ tử ruột của tôi. Cảm ơn nhóc. Trai quốc dân. Cái hồi mình có bầu Cherry, không thấy được một cái hột sen. Không biết ai là chị của nó. Ủa, chứ ai á đòi ăn chè khoai mật á, rồi bắt người ta gọt mất thâm cả tay à. Giờ còn so với mì à. Tự dưng đẻ xong cái nó quên á. Nó khi nhớ rồi, không nhớ gì hết. Quên rồi. Mày nói rằng bách đó hả, là theo kiểu là sức sự không quan tâm. Mà thấy mày còn hơn ở trong trung tâm thương mại. Nè, tiền của chị có quyền mua. Ủa mày, tụi bay có nào giúp anh với chị. Ủa sao lúc đó không nói đi nè. Bách, chị sẽ ghi lại đoạn camera đó cho em xem. Đó, mỗi lần mà chị em mà bắt đầu cá bài cá, hey, tôi khổ á, em đưa cho nó coi. Con này á là không có cái miệng, không có lại nó, chỉ có chị với chị được nó thôi. Mày, ủa em có ngồi ăn không? Dạ không, mọi người ăn đi, em không ăn ạ. Ông không ăn gì đứng đây chi vậy? Đi vô đi. Tại sao theo vậy mà? Không phải tao hỏi thiệt, hiểu không? Hay là em sợ em đợi lấy cái tô hả? Dạ đâu, em chờ. Nó đợi đuổi đó. Không, chờ chị Nguyên ăn. Trời ơi, là em có cần đút cho chị Nguyên không? Em bạn có cần đút không? Đi vô cho mẹ chọc nhỏ nè. Thì tao không biết thiệt mà. Đi vô đi nhóc. Để đây là đứng đây là hả mấy chị ăn hiếp cưng tới sáng. Ê, nó liếc kìa. Nhỏ này.